kìa trường sơn âm vang bốn phương. À, đây núi cao đây sông dài, Việt Nam ơi đất nước biết bao anh hùng. À, và xin được trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ. Thưa quý vị, đại đoàn kết là một giá trị tinh thần to lớn, một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt mấy ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đoàn kết đã trở thành một nhân tố quan trọng, một triết lý nhân sinh để dân tộc ta vượt qua biết bao biến cố và thăng trầm để phát triển ngày càng bền vững. Và trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, Đảng ta tiếp tục khẳng định, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết toàn đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, nối tiếp tư tưởng sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết. Và với thông điệp này, chương trình cầu truyền hình bài ca kết đoàn do Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa, Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu khách quý và quý khán giả truyền hình ở tất cả 4 điểm cầu.